Xin chào các bạn, chào quay trở lại được tình Flu. Tôi sẽ mở hộp món đồ tôi mua Shopee, thì đó là cái cáp nguồn Vivo Y71. Đây, giá cả ship đây là 58.800, thì tôi sẽ mở hộp nhé. Bị hỏng các bạn có thể đặt về thay, ok nhá. Y71 ghi sẵn ở đây, dán mã ở đây cho mình. Rồi mình sẽ để link mô tả video bên dưới nhá. Các bạn muốn mua bấm link mô tả video bên dưới nhá. Mình không phải người bán nhá. Rồi video mình xin làm lời, các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh mình nhá. Chào các bạn.